Robert De Niro, quá khứ nghiện ngập đến tay chơi tỷ phú thiên tài Tony Stark. Đến nay, khó có thể hình dung ai khác đủ sức đảm nhận vai diễn Tony Stark, Iron Man của MCU hợp hơn Robert Downey Jr. Mặc dù đã chính thức bỏ cuộc chơi sau khi Avengers Endgame kết thúc, nhưng tầm ảnh hưởng của anh đối với vũ trụ điện ảnh này vẫn cực kỳ lớn. Robert được chấm cho vai diễn Iron Man vào năm 2006, mặc dù khi đó Marvel Studio hơi lăng tăng về những rắc rối đời tư trong quá khứ của anh. Đạo diễn John Favreau, người cầm trịch hai phần phim lẻ đầu tiên của người sắc, đã ra sức bảo vệ Robert đến cùng để anh được tiếp tục gắn bó với dự án này. Hóa ra, đó lại là một quyết định vô cùng sáng suốt của Favreau, bởi Robert không chỉ mang đến hình ảnh của một Tony Stark độc đáo, ấn tượng, mà còn mở ra một kỷ nguyên đại thành công dành cho MCU nói riêng và Marvel nói chung. Bắt đầu sự nghiệp khi còn là một cậu bé. Robert Downey Jr. sinh ngày 4 tháng 4 năm 1965 tại Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Ông là con thứ hai của Robert Downey, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim, và Elsie Downey cũng là một diễn viên. Gia đình ông có nguồn gốc Do Thái và Công giáo. Ban đầu, ông được đặt tên là Robert Elias, nhưng sau đó tự đổi thành Robert Downey, lấy theo tên cha dượng là James Downey vì muốn được tuyển vào quân đội. Lúc còn nhỏ, Robert Downey Jr. đóng nhiều phim của cha mình đạo diễn trong những vai cậu bé. Vai diễn đầu tiên của Robert là một cậu bé ốm yếu trong phim Paul năm 1970, lúc 5 tuổi. Lên 7 tuổi, ông xuất hiện trong phim Princess Palace. Lên 10 tuổi, ông đến tới sống ở London để theo học chương trình múa ba lê cổ điển. Không lâu sau, ông tìm được cơ hội phụ việc trong chương trình tập kỹ hài kịch Saturday Night Live lúc 20 tuổi. Thông qua các vai diễn trên, Robert tiếp tục nhận sự tin tưởng từ các đạo diễn khi lần lượt góp mặt trong Les Dangereux, Air America và Shoplift. Thời điểm đó, ông được công chúng chú ý bởi vẻ đẹp nam tính. Tuy nhiên, tên tuổi của Robert Downey Jr. chỉ được biết đến rộng rãi khi xuất hiện trong vai diễn Charlie Chaplin với đề cử giải Oscar. Năm 2008, Robert Downey Jr. tham gia Iron Man, tác phẩm được ví như cú nổ Big Bang hình thành vũ trụ điện ảnh Marvel. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi với 94% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, thu 585 triệu USD. Robert Downey có được vai diễn huyền thoại này là nhờ sự đấu tranh của đạo diễn John Favreau với hãng. Chia sẻ với báo giới, ông cho biết, không ai phù hợp hơn Robert Downey Jr. khi vào vai người sắc. Sự phản đối là vô hiệu bởi vì tôi biết chắc chắn anh ta sẽ tạo nên một tượng đài mới của điện ảnh. Để hóa thân thành một siêu anh hùng, ngôi sao Kiss Kiss Bang Bang phải trở lại phòng gym cũng như tập luyện võ thuật. Vào đầu mùa hè năm 2010, nam diễn viên đã hợp tác với đạo diễn John Favreau để tiếp tục đóng vai Tony Stark trong phần 2 của phim bom tấn Iron Man và cũng đã đem lại thành công mỹ mãn. Iron Man 2 đã nhanh chóng thu về hơn 600 triệu USD và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 7 trong năm 2010. Năm 2012, nam diễn viên tham gia vào The Avengers được sản xuất bởi Marvel Studio, phân phối bởi Walt Disney Studio Motion Pictures. Đây là bộ phim thứ 6 trong loạt phim Marvel Cinematic Universe. Đây cũng là một bộ phim bom tấn thành công với doanh thu 1,46 tỷ USD trên toàn cầu và là phim có doanh thu cao thứ 3 của điện ảnh Hoa Kỳ. Một năm sau, ông lại tiếp tục với Iron Man 3 và cũng gặt hái được thành công nhất định tại phòng vé trong nước và trên toàn thế giới, đứng thứ 5 trong danh sách những phim có doanh thu cao nhất của điện ảnh Hoa Kỳ. Năm 2015, Downey Jr. tái xuất màn ảnh với tác phẩm The Avengers 2 Age of Ultron và phim đã thu về được 365 triệu USD trên toàn thế giới. Từ năm 2016 đến năm 2019, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong loạt phim của Marvel như Captain America, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War, Avengers Endgame nhưng đều trong vai Tony Stark hay còn được biết đến là người sắt. Theo Forbes, từ năm 2012 tới 2015, Robert Downey Jr. là diễn viên có thù lao cao nhất thế giới. Thậm chí, Downey Jr. còn được mệnh danh là cha đỡ đầu của vũ trụ điện ảnh Marvel bởi những góp mặt mang tính nền tảng, tiền phong. Bên cạnh đó, The Hollywood Reporter cho biết, nam diễn viên 55 tuổi từng nhận 5 triệu USD mỗi ngày khi tham gia diễn xuất trong Spider-Man Homecoming năm 2017. Được biết, quá trình ghi hình chỉ diễn ra trong 3 ngày ngắn ngủi. Tháng 4, Robert Downey Jr. chia tay với vai người sắt trong vũ trụ điện ảnh Marvel sau hơn một thập kỷ. Điều này để lại những khoảng trống lớn trong lòng khán giả hâm mộ. Từ một kẻ nghiện ngập mất tất cả, Downey Jr. quay trở lại đỉnh cao trong suốt một thập niên. Để có được thành công ngày hôm nay, không thể phủ nhận công lao của bà xã Livy Susan. Hiện tại, Robert Downey Jr. và Livy Susan được mệnh danh là cặp tài tử, minh tinh quyền lực bậc nhất Hollywood. Mất gia đình, sự nghiệp vì nghiện ngập.
Iron Man Tony Stark trong vũ trụ điện ảnh MCU là một trong số ít những ngôi sao có quá khứ vào tù ra tội, nhưng vẫn nhận được sự yêu mến, ủng hộ của công chúng. Cả tuổi thơ của siêu anh hùng hầu như gắn liền với các quán rượu, chất kích thích và sự bê tha của cha mẹ. Sự nghiện ngập của Tony bắt đầu từ ngay những năm tháng tuổi thơ. Khi ấy, cha ông Robert Downey Jr. là một nhà làm phim nghiện ma túy nặng, đã cho con trai tập tành hít chất marijuana, một loại cần sa kích thích thần kinh rất phổ biến trong giới nghệ sĩ những năm 80 khi mới 6 tuổi. Chia sẻ về khoảng thời gian này, ông từng cay đắng thừa nhận, những lần hít cần sa là những lần mà hai cha con gần gũi với nhau nhất. Khi hai cha con tôi sử dụng thuốc cùng nhau, đó như thể là việc ông ấy cố gắng muốn bày tỏ tình yêu dành cho tôi, theo cái cách của ông ấy, nam diễn viên nói. Năm 1996, Tony lần đầu bị bắt với tội danh tàng trữ trái phép heroin, cocaine và một khẩu súng lục Magnum. Sau đó, ông còn bị phát hiện khi đang đột nhập vào nhà hàng xóm ở Malibu trong tình trạng phê thuốc. Nhiều tội danh liên quan đến chất kích thích khiến Tony phải ở tù một thời gian vào năm 1997 và 1998, bị quản chế và phải trải qua nhiều cuộc tư vấn về tác hại của ma túy. Thời điểm này, sau khi liên tục vắng mặt trong các cuộc xét nghiệm ma túy bắt buộc, Tony bị phạt 180 ngày tù giam. Năm 2000, Tony được thả tự do sau nhiều lần vào tù vì lạm dụng chất gây nghiện. Tuy nhiên, 3 tháng sau, ông lại bị bắt ở Palm Springs vì tội sở hữu cocaine và Valium. Con đường tù tội đã lần lượt cướp đi ánh hào quang lẫn cuộc hôn nhân của Downey. Ông bị cắt vai, mất nhiều cơ hội tham gia các bộ phim ăn khách. Ngay cả người vợ đầu của Downey là ca sĩ Deborah Frontconner cũng quyết định nói lời chia tay và đưa con trai của cả hai rời khỏi ông. Con đường tìm lại hào quang luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Đến năm 2003, khi tham gia bộ phim Gothica, ông đã gặp được người phụ nữ làm thay đổi cuộc đời mình, Susan Levin. Khi đó, Susan đóng vai trò sản xuất bộ phim này. Gặp Susan, Downey như trúng tiếng sét ái tình, ông cố gắng cưa cẩm cô hai lần nhưng đều không thành công. Sau hai lần thất bại, Downey mới mời được Susan đi hẹn hò và chinh phục thành công cô nàng. Là phó giám đốc sản xuất hãng Silver Pictures của George Silver, một tay trùm sản xuất phim bom tấn của Hollywood, Susan đã giúp Downey có nhiều vai diễn ấn tượng và dần quay trở lại Hollywood. Tin rằng đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình, chỉ sau 3 tháng hẹn hò, dù vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly dị với người vợ trước, Downey đã gõ lời cầu hôn Susan. Khi ấy, Susan đưa ra hai điều kiện. Một là Downey phải cai nghiện hoàn toàn, nếu nam diễn viên còn dính ma túy một lần nữa, cô sẽ giật áo ra đi. Hai là vợ chồng không được xa nhau quá 2 tuần, cho dù bận rộn đến đâu đi nữa. Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng nhà sản xuất, diễn viên nổi tiếng này liên tục bắn phá Hollywood. Susan dần đưa tài năng của Downey đến vai diễn để đời Iron Man, biến ông thành một tay chơi, nhà từ thiện, thiên tài, tỷ phú, thứ thiệt ngoài đời thực. Sự nghiệp của Downey lên như diều gặp gió, không những vậy, ông cũng hoàn toàn tránh xa khỏi ma túy. Để thể hiện tình yêu dành cho vợ, Downey thậm chí đã xăm dòng chữ tên thân mật của vợ là Susie Q trên cánh tay của ông. Tháng 2 năm 2012, con trai của cặp đôi ra đời. Năm 2014, họ chào đón đứa con gái thứ hai. Đến năm 2015, nhờ những nỗ lực để thoát khỏi bóng đèn trong quá khứ, Thống đốc California đã ân xá Downey sau 20 năm chung sống với ma túy. Hiện tại, sau 15 năm bên nhau, tổ ấm nhỏ của Robert Downey Jr. và Susan Levin vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên. Không điều gì có thể thực sự thay đổi một con người nếu bản thân họ không muốn. Nhưng nếu tìm được lý do để thay đổi, chắc chắn bản thân sẽ tạo nên kỳ tích. Có thể nói, Susan chính là lý do đó của Downey. Vượt qua hố đen trong quá khứ, Robert Downey Jr. của hiện tại đã trở thành một tay chơi lịch lãm, hài hước và giàu có, một tượng đài điện ảnh và là một người chồng, người cha mẫu mực nổi tiếng Hollywood.